Con thường xuyên nghe pháp và đọc kinh, và lúc con làm những việc khác, con không tập trung, làm con cứ nhớ tới những bài pháp và bài kinh con đã nghe. Tâm con cảm thấy hoan hỷ, con không tập trung làm việc như vậy, nên con làm việc không được hiệu quả, con thường xuyên bị người khác la. Con chưa từng tham gia khóa thiền nào, có phải con nên tham gia một số khóa thiền để con biết được chánh niệm áp dụng trong đời sống không ạ? Mong sư chỉ dạy con cách để khắc phục. Con kính tri ân sư. Quý vị bị nhầm lẫn, tức là đó, việc nào ra việc đó. Mỗi một người á đều có bổn phận của mình, mà khi mà mình thực hiện cái bổn phận của mình, ví dụ là bổn phận của mình đối với công ty, bổn phận của mình đối với công việc, bổn phận của mình đối với chính mình, thì mình phải toàn tâm toàn ý mình tập trung vào cái vấn đề đó. Không có nên là mình để cho cái đầu của mình bị phân tâm. Còn nếu như mà quý vị là lấy cái pháp ra để mà quý vị làm cái lý do mà để cho mình phân tâm, thì coi chừng khi mà người khác biết như vậy đó, người ta sẽ nghĩ quấy về chánh pháp. Điều đó cũng không có nên. Thì nhớ là các cái vị nữ thánh đệ tử thời xưa, khi mà các bà mà đi lấy chồng, về nhà chồng, thì các bà vẫn phải làm tròn bổn phận của mình, rồi sau đó đó mới tính đến cái chuyện mà ủng hộ tăng đoàn, chứ cũng không có cái chuyện là chỉ suốt ngày chỉ có lo Phật, lo pháp, lo tăng, rồi quên đi cái nhiệm vụ, cái bổn phận của mình, thì chuyện đó không có. Ngay cả ở trong những lời dạy của Thế Tôn về bổn phận của người cư sĩ tại gia đó, thì vẫn phải lo cái tròn cái bổn phận của mình. Thì đó là cái lời khuyên của sư. Còn đúng là quý vị nên tham gia những cái khóa thiền nghiêm túc cho nó đàng hoàng, đúng đắn, để quý vị biết được và mình phân ra được trường hợp nào mình cần tập trung vào việc gì. Hâm mộ, ngưỡng mộ cái chuyện tu tập thì đó là chuyện tốt, nhưng mà không nên để cái chuyện đó nó làm ảnh hưởng đến cái bổn phận của mình ha. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ về vấn đề này. Kính thưa quý vị, thì bác đơn sư thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái hướng trả lời của Đức Thanh Tại. Riêng á, cái vấn đề của cái vị mà hỏi câu hỏi này nè, chỉ là mình có lẽ nghe, sư đoán thôi, sư cũng dựa vào cái phần sư phân tích của Đức Thanh Tại mà sư đoán, có lẽ là mình vẫn chưa có ý thức hay là hiểu được cái gì gọi là hợp thời, hợp đối tượng, đúng không? Thời điểm nào đó. Vậy bây giờ khi mà sư nói hợp thời đối tượng đó, bây giờ quý vị có thể đặt hỏi, ủa vị sư, vậy nếu mà sư nói giờ con đang vướng mắc vấn đề này nè, con đang vấn đề này là do con giờ này con làm chuyện kia, giờ kia con làm chuyện nọ, con không nghĩa là con không có đạt hiệu quả công việc trong công việc đó, nhưng con mong muốn đó, mà sư nói là do con làm không hợp thời với cái cách nào mà giúp cho con để con nhận biết được đó là giờ giờ nào làm việc nào, đúng không, và nên nói giờ nào làm việc nào, cho làm nói chung là làm sao cho đúng thời đó. Thì xin thưa quý vị là đúng như tinh thần mà Đức Hành Tại có nhắc quý vị đó, là quý vị nên tham gia khóa thiền này. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi quý vị tham gia khóa thiền á, có rất nhiều lợi ích nha, rất nhiều lợi ích. Thì ở đây á, sư xin nhắc một cái lợi ích á, rất rõ ràng là khi quý vị tham gia khóa thiền á, quý vị nghe rõ nha, quý vị tham gia khóa thiền mà gọi là sao ta? Cái tâm quý vị á, là có cái nó hết lòng vô khóa tu đó,
hết lòng khóa tu đó, dồn hết tâm trí vô khóa tu đó, không có sao nhãng, không bị sao, không có sao nhãng nha, không có sao nhãng. À, ví dụ có 10 ngàn dành chọn 10 ngàn sắp xếp công việc đâu đó cho mình nha, có thiền. Và cái yếu tố thứ hai quan trọng nè, mà Đức Thanh Tuệ cũng có nhắc 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 đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại hoài luôn, nhưng mà sư vẫn phải nhắc là sao, là phải nghiên cứu kỹ cái vị mà hướng dẫn thiền, hay còn gọi là thiền sư đó, hướng dẫn thiền đó là ai, có dạy đúng chánh pháp không, có dạy đúng phương pháp của thiền Đức Phật không, điều đó quan trọng. Thì hai yếu tố này nè kết hợp lại, nếu quý vị có hai yếu tố này kết hợp lại đúng nè, thì quý vị sẽ đạt được bốn cái mà này, bốn cái điều tỉnh giác này nè, là giúp quý vị có được cái lợi ích ngay trong hiện tại luôn và ngay trong tương lai luôn. Đó là lợi ích gì? Đây là bốn sự tỉnh giác, sự nhận thức hay là sự hiểu biết thấu đáo. Thứ nhất á, là ích sát tỉnh giác, có nghĩa là quý vị sẽ tỉnh giác để quý vị biết rõ đó, giống như nó nói biết rõ cái nào mà hợp thời, nào hợp thời đó. Đầu tiên á, là ích sát tỉnh giác có nghĩa là sao, có nghĩa là sự lợi ích, tức là cái người mà khi mà tham gia khóa thiền á, và sau khi tham gia khóa thiền á, đúng không? Là luôn có trí nhận thức được mục đích của mỗi việc làm và mỗi hành động, à, như đi đứng nằm ngồi có an lạc hay giúp ích cho việc tu tập, thậm chí là trở về đời sống của mình hay không sau khi suy nghĩ mới làm. Cái thứ hai là thuận lợi tỉnh giác, tức là tỉnh giác sự thích hợp, tức là vị hành giả luôn luôn có trí nhận thức được thích đáng trong mọi sinh hoạt, xem việc đó là phù hợp hay là trở ngại cho việc tu tập mình không, sau khi suy nghĩ mới làm. Và cái đích thứ ba là hành xứ tỉnh giác, có nghĩa là cái sự tỉnh giác, cái sự hay biết rõ đó lĩnh vực tu tập, tức là vị hành giả luôn biết rõ về cảnh giới hoặc tầm hoạt động của việc tu tiến, như biết thiền chỉ là thế nào, thiền quán thế nào, biết rõ để không lạc ngoài hành xứ. Và cuối cùng là bất mê tỉnh giác, có nghĩa là tỉnh giác không ngộ nhận, tức là hành giả phải luôn có trí nhận định rõ ràng giữa giả và thật, chân đế và tục đế, và phá tan ý niệm ngã chấp. Thì suy nghĩ á, là quý vị tham gia khóa thiền á, bốn cái lớp tỉnh giác này quý vị sẽ đạt, sẽ quý vị á, nếu mà tu tập nha, nghiêm túc, quý vị sẽ hiểu được bốn lớp này, và bốn lớp này nè sẽ áp dụng sau khi quý vị tham gia khóa thiền và áp dụng ngay trong cuộc sống của quý vị sẽ mang lại nhiều lợi lạc. Và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp.